Mến chào các bạn đang tới với câu chuyện Ngụy Trang Hộp Trà của tác giả Mộc Quang Hoàng. Truyện đang được phát trên khung giờ 11 giờ hàng ngày trên Audio Đam Mỹ Thường Truyện, tập 11. Bạn họp thế còn ngữ văn thì được mấy điểm? Thành tích tốt nhất phòng thi. Cái đầu ngượng nghịu rồi nói, hơn 80 thì phải. Cả lũ trong hàng ổ học sinh kém lập tức như thể tìm được cứu tinh, như ông vỡ trận tràn ra. Còn có kẻ nhét điếu thuốc vào trong túi áo cậu ta. Đại ca, hãy nhận tấm lòng thành người đi, nhận lấy đi, tuyệt đối đừng khách khí. Ngữ văn được những 80 điểm cơ hả? Tới giờ tôi mới chỉ gặp trong mơ thôi, thành tích tốt như vậy sao lại bị phân phối tới phòng này chứ? Ông đúng là nhân tài không gặp thời rồi, cao thủ lưu lạc nhân gian. Thật quá giỏi, để lát nữa nháy mắt một cái như ném đáp án cho tôi đấy. Yên tâm, anh đây hành tẩu giang hồ hơn 10 năm rồi, chưa bao giờ bị lộ tẩy cả, dù phải nuốt chửng đáp án cũng sẽ không thể nó rơi vào ma chảo của giám thị đâu. Cậu chàng kia bị đám nam sinh vây quanh từ đầu tới cuối cũng chỉ biết lần lần như ở trên mây. Cậu ta nghĩ lần sau cũng phải cố gắng được ở lại phòng thí này mới được. Cảm giác làm đại ca thật quá đá, như thể toàn thân trên dưới tràn ngập sức mạnh. Từ xưa tới nay chưa từng có một ai khen ngợi điểm số bê bết của cậu ta như vậy. Tả Du ngồi đằng trước xoay bút chờ giám thị tới phòng thi, ba ngón tay cầm bút mực màu đen, lười nhác chuyển động một vòng rồi một vòng. Cậu khẽ hít mắt chờ mái lại thì thấy hơi buồn ngủ. Hạ Triều lấy bút chọc chọc phai của Tả Du. Anh bạn nhỏ, có muốn đáp án không? Cầy bút trong tay của Tả Du cạch một cái rớt xuống, ngón tay của cậu vừa thon vừa dài, khớp xương nhô ra vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích. Cậu... Tả Du một tay chống cằm nghiêng người quay lại nhìn hắn rồi nói, thử quên đi. Hạ Triều biết Tả Du lại hiểu lầm rồi, người hắn gọi hơi ngả ra sau, mỉm cười vươn tay, ngón trỏ cầm lên nhẹ nhàng búng một cái lên trán Tả Du. Nghĩ gì thế? Tất nhiên không phải là tôi rồi, cái đứa đang thi toán 60, ngữ văn 80 kia kìa. Động tác rất nhẹ dường như chỉ thoáng qua chạm rồi thôi. Tả Du theo bản năng bài xích những động chạm kiểu này, cũng không hẳn bài xích, nói là không quen thì đúng hơn. Cậu chống tay vào bàn đứng lên, nghiêng người về đằng trước rất muốn đập Hạ Triều một trận. Đã bảo đừng có đụng tay đụng chân nữa. Hạ Triều ngồi bàn cuối cùng, chỗ của hắn còn cách vách từ một khoảng. Hắn nhấc luôn cả thế ghế lùi về sau mấy bước. Sao cậu như tỉnh thế? Hạ Triều nói. Rồi, không nghịch nữa, đừng kích động. Hai người gây ra đồng tính không nhỏ, những người khác dù hữu ý hay vô tình cũng đều quay đầu nhìn xuống góc lớp tỏ vẻ không biết hai tên này đang làm gì. Nếu nói là đánh nhau nhưng qua quan sát thì có vẻ không giống lắm. Hai đứa kia làm gì vậy? Nghe mấy người bên lớp 3 nói, Tả Du với Triều Ca hình như hơi gay gay. À, mới đầu tao không tin lắm đâu. Ai bên lớp 3, Phan Sử Thông hả? Tin tức của nó cái thật cái giả, nghe cho vui thôi, đừng có tin. Lúc này tiếng chuông lại vang lên, giọng nói của chủ nhiệm Khương theo loa truyền tới. Các em thí sinh, hiện tại chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ thi, mời nhanh chóng di chuyển tới phòng thi chỉ định, môn thi đầu tiên ngữ văn. Thông báo hết sức trang trọng cùng với đó là ngữ điệu tử ái, chắc là có ý định xoa dịu tâm trạng khẩn trương của các thí sinh. Nhưng chủ nhiệm Khương mới nói được một nửa, đột nhiên khực lại, sau đó quay ngoắt thái độ, âm vực tự dưng cao vút lên. Chào kia, chào học lớp nào, sắp thi tới nơi rồi còn ở đây cãi nhau ở Mỹ, dừng lại, qua đây cho tôi. Rành con, định chạy đấy hả? Phát thanh bị cắt ngang, có người thính tài nghe thấy tiếng giày cao gót ngoài hành lang, vội vàng nhắc nhở mọi người. Im lặng đi giám thị tới rồi. Tiếng ồn ào trong lớp trong nháy mắt thì ngừng bặt. Hạ Triều căn bản không hiểu hai chữ yên tĩnh viết như thế nào. Hắn lại cầm bút đâm Tả Du. Đợi lát nữa tôi chuyển đáp án cho cậu nhé. Tả Du lãnh đạm phun hai chữ không cần. Hạ Triều bảo vì sao không cần, 80 điểm ngữ văn đó. Tả Du tự nhủ thầm đáp án cái rắm ấy, nhớ không cẩn thận bị điểm cao hơn cậu thì phải làm sao? Không được. Tả Du một lý do tìm hợp lý, điểm cao quá không phù hợp với tôi. Hải giám thị vào lớp là Đường Sâm cùng Từ Hà. Cũng thật trùng hợp hai vị này không ít nhiều đều có quan hệ với lớp C23.
Tử Hà chắc là tạm thời bị điều tới. Lúc tới cửa còn hỏi một câu là phòng này sao? Lão Đường đáp lại, chắc đúng rồi. Đường Sầm và Nam Khâm Đồi cầm theo bình trà kỳ tử dành cho người già. Vừa vào phòng thì liền đặt bình trà xuống, bóc niềm phòng túi đựng đề thi, bắt đầu đánh số phách. Tử Hà mang theo đệm cùng một quyển sách. Cô ta nhìn một vòng trong phòng, lúc thấy Hà Triều chợt thoáng mất tự nhiên cứng người, sau đó rời mắt đi chỗ khác. Tử Hà kể, cũng có người nhận ra, không biết luôn cô này thế nào, dám thì có nghiêm không? Hồi trước là lớp chủ nhiệm lớp 3 đó, về sau bị điều đi, mày hỏi Triều ca xem, cậu ta hẳn là biết rõ hơn. Triều ca. Người ngồi gần Hà Triều thực sự quay sang hỏi, dù sao hai giám thị này, tố chất tốt này không cũng ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của cả bọn. Lão Đường tôi biết rồi, còn bà giáo bên cạnh nữa có nghiêm không? Hà Triều cũng cười, cây bút trong tay bị hắn ném trên mặt bàn. Bà đó hả? Hà Triều cũng chỉ nói tới đây không tiếp tục nữa. Cậu bạn kia gái gái đầu cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy nụ cười của Hà Triều có chút lạnh lẽo. Khỏi quan tâm giám thị có nghiêm hay không, cần giờ trò thì vẫn phải giờ trò. Thành tích cả đám vốn nó chẳng ra sao nên đứa nào cũng gan to bằng trời. Vô cùng liều lĩnh, có thể không chút nào do dự mà tranh thủ mọi thời cơ. Đơn giản mà nói, so với một bộ phim hành động bom tấn cũng chẳng khác gì mấy. Chỉ còn nửa tiết nữa là hết giờ, tập trung làm bài. Em nào chưa làm bài thuần thì phải làm nhanh, bắt kịp tốc độ đi. Tử Hà đi qua đi lại mấy vòng rồi thôi, dứt khoát ngồi trên ghế đọc sách. Được Sầm bừng cốc nước lắc lư trong phòng thi. Làm bài thì phải trung thực, chúng ta tới trường học không chỉ tiếp thu tri thức mà quan trọng hơn là bài vở, đó là học làm người. Đường Sầm lại nhài vừa xoay người, ngay lập tức một tờ đáp án vào viên thành cục theo đường vòng cung bay vút sau lưng thầy. Thầy chỉ mong các em đừng gian lận, cứ làm đúng trình độ của mình cũng được, không làm được thì sao? Có gì phải hổ thẹn, sau này cố gắng học hành chăm chỉ hơn thì sẽ làm được thôi. Cục giấy chuẩn xác đập vào góc bàn Hạ Triều. Hạ Triều không cần biết mình làm đề gì, chỉ thuần theo châm ngôn, bỏ qua bài tiếp theo. Nhưng riêng ngữ văn là ngoại lệ, ngữ văn dù rốt thế nào thì vẫn có thể đọc hiểu, dù sao thì cũng đâu mù chữ, vì vậy mỗi lần thì ngữ văn, hắn sẽ viết kín phần làm bài, để bù cho nỗi tiếc nuối khi các môn khác không có cơ hội xuống tay. Hắn làm ra một bài bắt tay và làm nghị luận, viết với cảm xúc vô cùng mãnh liệt, chữ ngoái tới mức lệch hết cả dòng. Lìa mắt thấy Đường Sầm chuẩn bị xoay người, Hà Triều bất động thanh sắc cầm cục giấy giấu trong tay. Quả nhiên Đường Sầm quay lại thật, ông thầy nhìn chằm chằm phần bài làm của Hà Triều một lúc, vẻ mặt cũng hơi phức tạp, cuối cùng vẫn không nói gì cả, tay chấp sau lưng đi ra chỗ khác, miệng thì lại càm ràm. Yêu cầu cơ bản là chữ viết phải rõ ràng, bị trừ điểm gì chứ tuyệt đối không thể trừ điểm trình bày, nhớ phải chú ý một chút. Sở hai mươi mấy mạng đều chỉ dựa vào một nguồn đáp án, thế nên tất cả nghiên cứu thảo luận nửa ngày, cuối cùng thống nhất với biện pháp tuần đáp án theo dây chuyền sản xuất. Cùng đường tác chiến sẽ bắt đầu từ hàng đầu tới hàng cuối, sau đó từ hàng thứ hai phía dưới lại đi lên. Cậu bạn tuần đáp án cho Hạ Triều lén ra hiệu cho hắn chép xong thì đưa cho bạn trước. Hạ Triều rất phong độ, giơ tay ngón tỏ ý ok cho cậu yên tâm. Tạ Dù còn đang mải tính xem lần này được khoảng 40 điểm ngữ văn đã được chưa. Phần bài làm để lộ ra của cậu hoàn toàn trống không, không định kiếm thêm điểm nên dứt khoát bỏ qua. Lấy trình độ thì thố bết bát của Hạ Triều ra mà so, cậu thực sự không thể theo kịp. Tiết trước khi thi ngữ văn, Lão Đường có phát qua hai đề văn đọc hiểu, làm luôn tại lớp. Hết giờ thu bài, cậu chuyển mắt nhìn Hạ Triều rất nghiêm chỉnh, đến hết những phần trống, nhưng toàn theo kiểu đầu voi nối với đuôi chuột. Cuối cùng, bài kiểm tra đó được lưu truyền rộng rãi trong lớp, bị đám Lưu Tôn Hạo coi như là tuyển tập truyền cười mà túm tụm đọc giải trí với nhau. Để thi viết văn nghị luận lần này chủ đề là bóng lưng, Tả Dù đang cố hết sức để lạc đề, nghiên cứu lạc đề, đào hết cả đầu, chợt nghe thấy tiếng Hạ Triều gọi sau lưng mình. Sau đó hắn bị bắn chậm mấy phát. Lão Tả, Hạ Triều thấp giọng nói, tay, phía dưới. Cái gì? Đáp án nè, đưa tay ra đây. Trong tay Hạ Triều là cục giấy, người hơi nghiêng về phía trước,
Tay trái giấu dưới hộp bàn, sửa vào vách tường vô cùng kín kẽ. Tả Dù đưa tay ra là có thể lấy được. Tả Dù mặt không đổi sắc ngả ra sau, một tay bám lấy mép bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu Hà giọng đáp. Đã bảo không cần mà. Cậu không cần nhưng đứa ngồi trước vẫn chờ chết kia kìa. Hà Triều lấy đầu ngón tay gõ gõ hộp bàn thúc giục. Vận mệnh của bọn nó nằm trong tay cậu đấy, thôi coi như là tích đức, cố gắng phát triển sự nghiệp từ thiện đi. Tiếng quạt trần trong phòng át cả tiếng nói chuyện của hai người, thì thoảng còn có cơn gió khô nóng phòng qua cửa sổ khẽ lùa vào. Trong phòng họp sáng sủa sạch sẽ, trên bục giảng đặt 7-8 phần bài thi dự phòng, bị tràn bởi hộp phấn viết. Quạt thổi còn cả mép giấy, như thể một giây sau, chúng sẽ lập tức bay lên. Tả Dù bất đắc dĩ rú tay xuống, dưới đường sau, mỏ mẫm mãi vẫn không sợ thấy gì. Chỗ nào? Ngày dưới học bàn. Không có. Có, cậu sợ lại đi. Tả Dù dự định dò xét tình hình quân địch, vừa mỏ mẫm vừa hỏi. Cậu chép xong rồi hả? Tôi không có chép. Hạ Triều nói xong lại nhớ tới câu không phù hợp trước đó của Tả Dù, tiếp tục nói. Tôi nghĩ đội điểm cao quá tôi cũng không hợp. Tả Dù hết sức phiền lòng lại nhích về đằng sau mấy lần nữa. Tự nhủ thầm trong lòng lốt lần này là không lấy được nữa thì mặc kệ luôn. Cho cả bọn đấy đi chết với nhau, chép cái gì mà không làm thì bỏ trống cho xong. Vừa nghĩ vậy lại nắm được đầu ngón tay Hạ Triều. Hai đứa đều sững sờ. Cái quạt tiếp tục kéo kẹt xoay vòng vòng. Phấn viết trong hộp chỉ còn lại một màu thừa nhỏ. Rốt cuộc không thể chặn được sấp bài thi kia nữa. Đống giấy bị gió thổi bay là tả. Tử Hà vội vàng khép sách lại cúi người nhặt lên. Tả Dù còn chưa buông tay, Hà Triều cũng chẳng kịp rụt tay lại. Sẵn co thật lâu, Hà Triều đột nhiên giật giật ngón tay. Ngón trỏ khẽ nhích lên, vừa vặn cọ vào lòng bàn tay của Tả Dù. Thầy đường hay là qua xem kết quả thế nào đi? Tử Hà vừa nhặt bài thi vừa nói, tả bấm lớn quá chút nữa thì tiếng Anh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nghe đấy. Đường Sầm cũng gật gật đầu đi qua kiểm tra kết quả. Tử Hà cúi người cầm bài thi trong tay. Từ góc độ của cô chỉ cần hơi nghiêng đầu có thể thấy cảnh tượng dưới đáy học bàn. Trông thấy Tử Hà sắp sửa đứng dậy, Tả Dù như bị điện giật mà rụt tay về. Hà Triều phản ứng chậm hơn, hắn nhìn Tả Dù cúi đầu tiếp tục làm bài. Lúc này mới chớp mắt mấy cái, nằm ngón tay xiết lại một lần nữa nắm cục giấy vào tròn trong tay. Tử Hà không hề phát hiện có điều gì bất thường. Sau khi nhặt hết sấp bài thi, cô nhìn xung quanh một lúc rồi mở sách ra đọc tiếp. Đường Sầm bắt được một anh chàng đang có ý đồ lật sách ngữ văn dò đáp án. Thầy đứng ngay bên cạnh bàn học cậu ta, không nói không rằng có gõ góc bàn cảnh báo. Quạt trần thì chậm rãi dừng lại. Phía trước Tả Dù còn tận 4 bàn, 4 người anh em này vô cùng lo lắng, không hiểu sao tới giờ còn chưa thấy đáp án truyền lên. Chậm thêm một lúc thì sẽ chẳng còn thời gian để chép bài nữa. Thế là ngồi bàn đầu rốt cuộc cũng không nhìn được, quay đầu lên hỏi đứa sau lưng mình, hàng đâu? Đứa ngồi sau tỏ vẻ không biết, lại quay ra phía sau hỏi, vẫn còn ở chỗ chiều ca họ, bao giờ mới lên được đây? Không biết nữa. Dục đi, không kịp nữa đâu, sắp hết giờ rồi kia kìa. Cậu bạn ngồi cùng bàn thứ tư được giao trọng trách này nhưng không dám hỏi. Truyền thuyết về Tả Dù tới giờ vẫn còn đang truyền tụng trong trường kia kìa, cậu ta đề nghị. Hay là bọn mình tự thử sức xem thế nào? Đã chuẩn bị tốt tư tưởng tự lực cánh sinh, 4 kẻ cùng cảnh ngộ không còn hy vọng gì vào đáp án cứu trợ nữa. Trái lại Hạ Triều rất nghĩa khí. Hắn chờ thêm mấy phút tiếp tục chọc lưng Tả Dù. Đáp án này, nhìn lên. Tả Dù thưởng cho hắn một chữ. Lăn. Sao lại vô tình thế? Hạ Triều nói. Cậu ngẩng đầu nhìn coi, 4 vị huynh đài này nhìn bóng lưng buồn bã đau thương của chúng nó kìa. Không cắn rớt lương tâm sao? Trong lòng không nghĩ ngờ gì hả? Tả Dù nói. Thì liên quan cái nắm gì tới tôi? Chỉ còn 10 phút cuối cùng, tất cả nắm chắc thời gian. Đường Sâm nhìn đồng hồ trên tay nhắc nhở, mau chóng hoàn thành bài nghị luận, chú ý thời gian, bây giờ bắt đầu vào phần kết luận rồi đấy. Đường Sâm nói rồi quay người đi về phía bục giảng. Thừa dịp sơ hở, Tả Dù không quay đầu đưa tay ra phía sau,
Cậu không buồn lén lút thấp thỏm giống Hà Triều, quả mình chính đại chìa tay xuống cạnh bàn Hà Triều, giọng có vẻ mất kiên nhẫn nói, đáp án. Hà Triều thoáng chốc sừng sốt, sau đó kịp phản ứng thảy cục giấy vào tay Tả Du. Tả Du cầm cục giấy lại lém thẳng lên trên chuẩn xác rơi xuống mặt bàn đứa ngồi đằng trước. Hà Triều hiểu ra bất chợt muốn cười. Hắn cúi đầu bài thì cũng đã viết xong xuôi. Hắn chống khuỷu tay trên mặt giấy, lấy tay che một bên mắt, có vẻ hơi mất tập trung, vùng trộm nghĩ thầm trong lòng. Anh bạn nhỏ này mới nãy vừa nói liên quan cái rắm gì tới tôi, thực sự hơi bị đáng yêu. 10 phút sau, chuông reo. Buổi sáng thi hai môn, ngày sau đó là thi tiếng Anh. Phẩm thi của bọn họ chẳng ai cần về lớp lấy sách ôn tập gì cả. Trừ ra ngoài đi toilet, còn lại sau khi nộp bài thi tiếp tục ngồi đợi trong phòng. Chờ hai giám thị thu đủ bài thi sắp xếp lại theo danh sách thí sinh. Cả bọn họ xông ra ngoài với tay tạm biệt với hai vị giám thị đầm loạt hò reo. Chờ thầy, chờ cô, hẹn gặp lại. Trong lớp ẩm ấy huyên náo, có người nào đấy mang theo cả bài poker ngồi chơi đấu địa chủ. Chịu cả, qua chơi không? Cậu chàng mang theo bài và chia vừa hỏi. Hà Triều đứng dậy khoát tay nói. Không quá, tôi bay chơi đi. Tả Dù đang mải tính điểm, vừa đếm đi đếm lại thì vừa viết trên giấy. Hà Triều đi tới bên cạnh Tả Dù, cúi đầu nhìn thoáng qua. Chưa kịp trông thấy gì, Tả Dù đã soạt một tiếng lật úp vở giấy lại. Viết cái gì đấy, còn kỳ bò không cho tôi xem. Hà Triều cũng không để ý đầu chủ đề thuận miệng rủ. Đi vệ sinh không? Tả Dù vẫn không thể hiểu được sở thích đi toilet tập thể của mấy người này. Chẳng lẽ tự đi thì không ra nước tiểu hay sao? Thực sự quá rách việc, cậu đặt bút xuống được díu cợt nói. Làm sao? Cần người nâng cue cho cậu tiểu hả? Bàn cùng bàn quá vô tình, Hà Triều sờ mũi. Hà Triều rửa tay xong rồi ra ngoài lắc lư vài vòng. Trên đường đi tính nguyên chào hỏi đã phải hơn chục lần, trình độ quản giao như thế cả khối đều là người quen của hắn. Chưa có, lại có người ló đầu từ ra từ trong lớp gọi hắn. Người kia từ bên cửa sổ nói, lo lắm không gặp hả? Hà Triều dừng bước nghiêng đầu nhìn về bảng tên lớp, sau đó đứng tựa tường nói chuyện cùng người kia. Thì phòng 5 cơ hả? Trời ơi, tên nhóc này học hành tiến bộ ghê. Đâu có đâu, em có thế nào thì đại ca đó nhất cần gì, lá gan càng lớn điểm càng cao, thì học kỳ lần trước lỡ chép hơi bị quá tay. Người kia nói xong bèn rút bao thuốc lá từ trong túi ra, định lấy một điếu đưa cho hắn. Nam Trung Hải, làm điếu chứ? Vừa rút được một nửa, đột nhiên tên kia thốt lên một tiếng, đẩy rụt tay rồi cất bao thuốc đi. Từ Hà có giày cao gót từ cửa phòng lớp 7 đi qua. Chờ Từ Hà đi xa, tên kia lại định lôi thuốc, Hà Triều khoát tay. Ta không hút đâu. Hả? Ta cai rồi. Cách môn thi tiếp theo chỉ còn mười mấy phút, Hà Triều cũng chưa vội về phòng thi. Hắn qua một chỗ vắng vẻ gần phòng giáo phủ, tùy tiện tìm một bậc thang ngồi xuống, rút từ trong túi ra một cây kẹo que, vỏ màu cam, thành thạo lột giấy bọc rồi thay vào miệng. Hà Triều ngậm kẹo, cúi đầu nhắn tin cho Hà Du. Chỉ là một đoạn ghi âm tiếng cười khẩy tìm thấy trên mạng, thiếu muối hết sức, cười xong thì đoán được Tả Du sẽ đáp lại câu gì, nhàm chán, lóc bây giờ, làm đi. Tiếng cười khẩy chưa kịp bật lên, từ sau đã chuyển tới tiếng bước chân tới gần, là âm thanh giày cao gót gõ cộp cộp trên sàn nhà. Hà Triều không quay đầu, thế nhưng người kia lại dừng bước. Hà Triều, cậu đang làm gì thế? Từ Hà ôm tập bài thì đứng ngay đầu cầu thang. Từ sau khi sự kiện Dương Văn Viễn xảy ra, cậu ta vẫn luôn mang trong lòng bất mãn đối với Hà Triều. Trong suy nghĩ của Từ Hà, Dương Văn Viễn là chuyện của Dương Văn Viễn, coi như cậu ta nhìn lầm người, nhưng hình tượng của Hà Triều trong mắt cậu ta chưa bao giờ thay đổi, chính là loại thiếu niên bất lương gây chuyện. Từ Hà thị uy xong thì mới nói tiếp, cậu nghĩ trường học là chỗ nào mà dám hút thuốc trong trường? Vừa rồi trên hành lang tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà cậu còn không biết từ chỉnh đốn xem lại bộ dáng mình có thể thống gì không. Lúc này đi qua hành lang cũng bắt gặp đứa học sinh nào đó nhét điếu thuốc vào tay Hà Triều. Bấy giờ thoáng nhìn thấy miệng hắn ngậm thứ gì đó, Từ Hà chưa nhìn kỹ đã gieo trực giác mà liên hệ mọi chuyện lại với nhau. Từ Hà còn chưa dứt lời, Hà Triều tự dưng bật cười. Cậu thiếu niên một tay chống tường đứng lên, vừa cao vừa gầy, thật là cảnh ý đẹp vui, đồng phục rõ rái.
đầm phục rộng rãi theo từng động tác cơ thể phác họa mơ hồ đường nét nơi thắt lưng của hắn. Có ý check máu sao? Hạ Triều cao hơn Tử Hà, những hai cái đầu vốn đang đưa lưng về phía cô. Hắn đi xuống một bậc thang, xoay người nhìn Tử Hà rồi nói tiếp. Bộ dáng của em thì làm sao hả? Chậm miệng Hạ Triều ngọt như đường, lời nói ra lại không hề dễ nghe thế vậy. Cô Tử Hà, có vẻ thị lực của cô không tốt lắm nhỉ? Nhìn thấy que kẹo, Tử Hà im mặt, cô ta né Hạ Triều đi về phía trước mấy bước, định bổm xuống thẳng tầng dưới. Hạ Triều chắn trước mặt cô, vội vàng việc thời gian. Cô đang vội việc, thời gian của em cũng gấp thế thôi, chỉ cần xin lỗi là được. Cô nói xin lỗi đi, Hạ Triều nói tiếp. Còn chuyện lần trước nữa, nói hai câu xin lỗi rồi hắn đi. Tử Hà nhìn Hạ Triều không vừa mắt, làm sao có chuyện hạ mình như vậy. Hạ Triều lại cười nói. Khó thế vậy sao, ai cũng bảo giáo viên là tấm gương cho học sinh, cô làm sai mà cũng không nói hai chữ xin lỗi được hả? Tử Hà đứng dậy im lặng cũng chẳng lên tiếng. Tiếng chủ nhiệm Khương phát triển là bắt đầu bừng bừng khí thế thông báo môn thi tiếp theo. Mời các giám thị kiểm tra lại thiết bị nghe, trước tiên hãy bật thử một đoạn ghi âm tiếng Anh đã, điều chỉnh lại âm lượng cho tốt. Hạ Triều dù đang mỉm cười nhưng đáy mắt tràn ngập lệ khí, cả người bao phủ trong trạng thái vừa sắc bén vừa nguy hiểm. Như thể hết thảy cơn thịnh nộ ngày thường được kìm nén giờ đầy chợt bừng nổ nhấn chìm lấy hắn. Tử Hà cảm giác như bị áp lực ngàn cân đè nặng trên người. Ngay lúc cô ta nghĩ Hạ Triều sẽ lập tức bộc phát, cậu thiếu niên ấy đột nhiên lùi sang bên cạnh hai bước, tựa lưng vào tường, nhường lại cho cô ta một lối đi. Hạ Triều cắn nát viên kẹo trong miệng, chỉ còn lại cái que. Tử Hà cũng khựng lại mấy giây, sau đó vẫn lướt qua người hắn, xuống được nửa cầu thang gần tới chỗ rẽ. Hạ Triều từ dưng gọi lại. Vì thành tích kém sao? Tử Hà đứng nơi khúc khoanh ngẩng đầu lên, từ góc độ của cô không thấy rõ vẻ mặt của Hạ Triều. Hạ Triều mần mê cứ quay nhờ rồi nói tiếp. Vì thành tích của em kém cỏi cho nên trong suy nghĩ của cô sẽ là loài người như thế sao? Tử Hà đột nhiên cảm thấy có một đồi tài vô hình siết chặt lấy cổ mình, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời. Giám thị môn tiếng Anh là Đường Sâm cùng giáo viên lịch sử lớp bên cạnh. Hạ Triều tới muộn mười mấy phút. Lúc vào phòng thì cả phòng đều nhận ra Hạ Triều đang vô cùng bất ổn. Đường Sâm định giữ hắn lại dò hỏi tại sao lại tới trễ. Nhưng Hạ Triều không còn giữ nổi trạng thái ôn hòa, ngoan ngoãn từng ngày nữa. Chỉ đứng trước cửa nói một câu. Tới muộn thì không được thi nữa hả? Lập tức khiến Đường Sâm ngỡ ngàng. Hả, không phải, nhưng mà lần sau em. Hạ Triều thẳng thừng vượt qua ông về chỗ ngồi của mình. Hồ má, ghê vậy. Tâm trạng Triều cay như... Có chuyện gì nhỉ? Bài thi đã phát xuống rồi, đọc qua bài nghe đi, một lúc nữa sẽ bắt đầu phát bài nghe. Đường Sâm vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Triều, nhắc lại lỗi sai in trên đề mà lúc nãy Hạ Triều vắng mặt không nghe được. Ở câu thứ 3 đề A, có hai đáp án trùng nhau, em đổi đáp án C thành câu trên bảng đen này nhé. Tả Xu hơi ngả ra sau. Nổi điên gì vậy? Hạ Triều cũng biết chỗ vừa nãy bản thân quá thất thố. Không chỉ là thất thố, tâm tình còn bộc lộ một cách quá ấu trĩ. Sau khi phát tiết thì đã phục không ít, không nhiều. Hắn cũng gãi đầu rồi nói. Không có gì đâu, chút chuyện vớ vẩn ấy mà. Hắn nói xong thì bèn sờ tay nói với Đường Sâm. Thưa thầy, nhất định lần sau em sẽ chú ý. Trạng thái chuyển biến nhanh từ lốc xoáy. Đường Thầm cũng không thể nhìn thấu đứa bé này, chỉ đành ngốc ngốc nói. Tốt rồi. Thì được một nửa thời gian, Hạ Triều đã làm xong bài thi, đang định gục xuống ngồi một lát, vừa gối đầu lên cánh tay nhắm mắt, chợt nghe thấy tiếng dưới bàn chuyển tới tiếng gõ. Hắn khẽ hí mắt không nhúc nhích. Anh bạn nhỏ, làm gì đấy? Tả Dù lại gõ hai lần nữa, tiếng gõ thanh thúy vang lên. Tại, phía dưới. Hạ Triều dò dẫm ở dưới sờ được một tờ giấy, mở ra phía trên chỉ có một dấu chấm hỏi. Đây có lẽ là sự quan tâm lớn nhất từ trước tới nay mà người bạn cùng bàn lạnh lùng này dành cho hắn. Hạ Triều cũng rất thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình cầm bút lên bây giờ có thể phải viết được kín một trang giấy thổ lộ nỗi lòng khi được sát thủ vô tình quan tâm. Thế nhưng đến khi cầm bút, ngồi lưỡng lự một lúc trên mặt giấy, hắn dừng một thoáng qua, cuối cùng chỉ viết lên đó 6 chữ. Tôi là dạng người như thế nào?